Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CCG Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2019 lịch dương, thì một mẫu xe Mitsubishi Johnny sản xuất năm 2002 mà em mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi và đến từ thương hiệu của Mitsubishi, một dòng xe cực kỳ là lành máy và sẽ bán mức giá là 110 triệu đồng cho quý vị anh chị và các bạn có được một cái mẫu xe để phục vụ trong công việc hay cũng coi như đi trong gia đình. Với cái mức giá của xe cỏ 110 triệu đồng sở hữu mẫu xe 7 chỗ thì Mitsubishi Johnny vẫn là một sự lựa chọn đầu tiên để cho quý vị và các bạn trên toàn quốc. Đấy, lựa chọn mẫu xe này để làm một mẫu xe phục vụ trong công việc, cũng coi như là để có thể phục vụ trong cái công việc đi lại, hoặc là chúng ta có thể để chở đồ đạc, hoặc chúng ta có thể đi rừng đi núi, đấy, vượt đèo lội suối. Mẫu xe gầm cao sử dụng cầu sau của Mitsubishi. Mitsubishi Johnny này thì chạy cực kỳ lành máy nhá quý vị và các bạn nhá. Nó động cơ của chiếc xe là 2.0. Đấy. Xe đăng tên tư nhân, đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2019. Chiếc xe màu bạc và về phần sơn thì quý vị và các bạn nhìn thấy này, xe mà em mua về sẵn nó đẹp luôn ạ. Về chúng ta không cần phải làm lại cái gì cả. Điều hòa mát, điều hòa hai dàn, điều hòa luôn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi lốp niếc vẫn còn đều cả dàn, chạy tầm khoảng đôi 3 năm nữa này. Đấy. Giá chỉ có 110 triệu đồng thôi. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Chúng ta nhìn tất cả những cái đường vân của nó vẫn còn nguyên bản là khá là nhiều. Và xe nó không có bị đâm đụng bất cứ đâu cả nhá, tất cả mọi người nhá. Xe cam kết với quý vị và các bạn là không có đâm đụng gì cả. Với Mitsubishi Johnny bản đủ đèn cộp nốt treo. Đèn cộp nốt treo. Biển số Hà Nội luôn. Đấy, 16513. Johnny 7 chỗ ngồi con này cực kỳ đẹp nỉ, nguyên bản cả xe luôn, máy chất gầm chắc. Sổ má côn số ngọt ngào, xe về sẵn sử dụng thôi, sơn nó rất là đẹp. Đó. Về nội thất của con này tại sao em nói là nó đẹp? Chúng ta hãy nhìn bộ ghế nội thất của nó đây, vẫn là nỉ nguyên bản theo xe nhé mọi người nhá. Nhìn cực kỳ sáng luôn, và vô lăng chúng ta nhìn này, vô lăng đẹp không ạ? Đấy, vô lăng vẫn nguyên cái màu của vô lăng xịn của nó luôn nhé mọi người nhá. Đồ nhựa này. Với mức giá 110 triệu đồng, mức giá của một con xe cỏ. Đấy, 110 triệu đồng là có mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là đa dụng. Có thể chở được đồ đạc này, đi phục vụ công việc quý vị các bạn này. Và cái dòng xe này chạy Thanh Hóa, Nghệ An thoải mái luôn. Chạy 200-300 cây số thoải mái và thậm chí là chạy phượt vào Sài Gòn hoàn toàn ok hết. Johnny nó rất là lành máy nhá. Keo chỉ nó này, zin nguyên bản luôn, sơn tay bên trong nguyên bản. Nội thất sau đây chúng ta nhìn này, cái ghế nỉ nó cực kỳ là sáng sủa luôn. Vẫn con này, chiếc xe này là chỉ chạy gia đình thôi nhá mọi người nhá. Con xe Johnny này họ chỉ chạy gia đình thôi và họ không có phục vụ cái công việc chở đồ chở đạc gì cả. Keo chỉ đây, zin nguyên bản cả xe luôn, đồ nhựa đối nhất, tắp ni tắp neo đẹp vô cùng. Chúng ta nhìn thấy này, độ sần của tắp ni đây ạ. Và tắp ni này cái màu nó là cái màu nguyên bản nhá mọi người nhá, không phải là cái màu mà bắn lại sơn đâu. Đây là bảng tắp nô của xe đây, xe nó cực kỳ là gọn gàng rồi. Chân nỉ sáng trắng này, sạch sẽ luôn. Chúng ta nhìn nỉ nó không bị thâm. Đấy. Tay mở cửa này, chúng ta nhìn này, đấy. Tay mở cửa nhìn rất là sạch sẽ luôn, sáng sủa này. Đấy, ghế nỉ cực kỳ đẹp và ngồi rất là êm. Và trong xe thì cực kỳ thơm tho và thầm, không bao giờ bị hôi đâu nhá. Đây là cái không gian hàng ghế thứ 7 của xe và chủ xe tháo ra để cái phần này để vali, để tính cái đồ đạc mỗi khi mà về quê ấy. Thì hàng ghế sau này đang được chuyển về rồi nhá quý vị và các bạn nhá, đủ ghế sau luôn, ghế sau nó cũng nỉ như thế này luôn ạ. Đây, không gian cực kỳ là rộng rãi đây, chúng ta nhìn thấy tháo hàng ghế sau ra thì cái không gian để có thể để đồ được thì nó cực kỳ là rộng. Đây, mở nốt treo ra này. Đấy, và chúng ta mở cốp đây. 110 triệu đồng quá rẻ cho một xe 7 chỗ ngồi. Năm ngoái cái dòng này vẫn bán quanh quanh tầm khoảng 125 triệu. Nhưng năm nay em bán ra 101 thôi và em bán rất là sát giá nhé mọi người. Quý vị và các bạn đừng bớt nữa nhé. 110 triệu đồng quý vị và các bạn có nhu cầu thì hãy đến tận cửa hàng. Thì đến cửa hàng Dương Minh Auto, Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Cứ check theo Google Maps nó ra. Theo chỉ đây. Xe hoàn toàn là quý vị và các bạn mua về không cần phải dọn hay là không cần phải làm sửa chữa gì cả, sẵn sử dụng luôn.
gầm nó cực kỳ đẹp luôn và cao luôn. Đấy. Gầm rất đẹp, xe sử dụng cầu sau nha các bác nhá. Đấy, keo chỉ đây. Cốp kiếc là nguyên bản hết này. Cả một con xe này không có bị đâm đụng bất cứ đâu cả. Đấy. Quay rất là chi tiết, quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0966668121. Em là Minh Hải Dương. Đấy. Giá chỉ bằng một chiếc con Ford Lancer cổ hay là con Toyota Corolla cổ, nhưng mà quý vị và các bạn có thể hình dung được là bỏ ra số tiền 110 triệu đồng đã có một mẫu xe điều hòa mát. Đấy, đi che mưa che nắng, chạy đường dài rất là ok và phụ tùng rẻ. Keo chỉ nó đây này. Phụ tùng rất là rẻ của Johnny và máy chạy rất là nành. Johnny chạy nành cực kỳ luôn, tắp ni tắp niếc cực kỳ đẹp. Âm thanh vẫn đầy đủ, nhạc nhẽo đầy đủ hết quý vị và các bạn nhé. Âm thanh vẫn không thiếu cái gì cả. Chốt bản lề đây. Hàng ghế trước chúng ta nhìn thấy, hàng ghế sau nó cũng rất là đẹp. Nó là nỉ nguyên bản của xe luôn. Đấy. Giá chỉ có 110 triệu đồng thôi, em sẽ chốt nhanh cho quý vị và các bạn. Nào, nhanh tay thì liên hệ số điện thoại của em là 0966 này 668121, em là Minh Hải Dương. Đấy. Sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn đã được xem được qua mẫu xe này rồi. Johnny thì mọi người yên tâm, nó là mẫu xe cực kỳ là lành máy luôn nhá. Máy của con này thì máy mặt gang. Máy của Johnny thì lành vô cùng à. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là máy. Tất cả những phần sườn này của nó là tôn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì về hệ thống giằng đầu xe cũng như là về tổng diện về phần đầu xe, vẫn là nguyên của nó hết. Tôn nó cực kỳ là cứng cáp, chúng ta nhìn phần tôn trong của nó này. Đấy. Máy của nó hoàn toàn là dùng mặt gang và dùng quạt làm mát là đây, quạt làm mát đây, chúng ta nhìn thấy này. Cái dòng xe này chạy thì không có vấn đề gì cả, chạy cực kỳ là ổn định. Đấy, cabo đây. Đó, không có bị đâm đụng đâu nhá các bác nhá. Giá chỉ có 110 triệu đồng mà thôi. Nốp niếc à, còn chạy tầm khoảng đôi 3 năm nữa. Sơn vỏ về không phải làm lại gì về phần sơn cả. Nội thất thì lại nội thất đẹp, máy gầm thì chắc chắn. Em sẽ quay chạy thử về cửa hàng cho quý vị các bạn xem luôn đây ạ. Mới về trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Nội thất nội thiết nó rất là đẹp. Cái đường vân của nó và cái màu nội thất của nó còn rất tươi luôn. Nó không bị ố. Đây, chúng ta vào số này. Điều hòa mát đấy mọi người nhá. Cái dòng xe này thì chúng ta có thể nhìn đi tất cả những cái cung đường xấu được, kể cả đường dốc, đường riếc đi được hết. Bởi vì con này nó gầm cao. Máy chạy chậm lắm. Khỏe. Johnny chạy rất là khỏe luôn nhá mọi người nhá. Điều hòa mát, mát lạnh luôn. Thỉnh thoảng thì em nghĩ lại mua được cái con Johnny mà nó đẹp như thế này. Thỉnh thoảng mới mua được thôi. Với mức giá nó quá là yêu, 110 triệu đồng. À, chúng ta thấy chạy cực kỳ khỏe luôn. Và nhàn, chạy rất là nhàn, ngồi êm, ngồi Johnny vẫn khá êm luôn. Nó là một dòng xe gầm cao. Cho nên là quý vị và các bạn có thể hình dung là bỏ số tiền ví dụ 120 hoặc 130 mua con xe cỏ ra chạy. Chưa có một con xe nào mà ngồi mà êm ái mà kiểu dạng như nó cách âm. Dạng này thì không nói gì cách âm rồi, nhưng mà ngồi nó kiểu dạng như chạy nó êm này. Vào chỗ đường gồ ghề nó sóc, không bị sóc quá bởi vì nó là gầm cao. Chạy rất là khỏe. Trời thì ngoài rất nắng, ngồi lên xe Johnny chúng ta mới biết được cái giá trị của nó. Mặc dù nó chỉ 110 triệu đồng mà thôi, nhưng mà nó che mưa che nắng là cực kỳ là tốt. Chạy cực khỏe cực kỳ luôn nhá. Đấy, ra cao tốc con này vẫn đi 120 bình thường. Đấy, xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong video lần sau.
chúng ta hãy nhớ nút đăng ký kênh để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em.